Người đàn ông say xỉn 24 phần 7 vì có một nhà máy sản xuất bia ngay bên trong dạ dày không cần bất kỳ máy móc trang thiết bị nào. Anh chàng này vẫn có thể say xỉn bằng cách sản xuất bia một cách cực kỳ năng suất và đều đặn. Mời anh em kéo xuống để xem đầy đủ dưới phần mô tả video.